Viclacera là nhà sản xuất ngói ceramic tráng men đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Bằng công nghệ tiên tiến châu Âu, sản phẩm được nhà sản xuất bảo hành màu sắc vĩnh viễn và dễ dàng thi công, lắp đặt. Nhờ các yếu tố như sản phẩm được thiết kế với các sóng âm dương cùng các gân tăng cứng cho sản phẩm ở cả mặt trước và mặt sau, giúp đảm bảo an toàn, không bị nứt vỡ trong quá trình thi công. Ngói tráng men Viclacera được thiết kế với hệ thống rãnh thoát nước chống tràn. Các viên ngói sau khi lợp đảm bảo khít vào nhau và không bị bắn nước ngược trở lại gây hắt rột. Ngay cả trong điều kiện thời tiết mưa to, gió lớn, ngói tráng men Viclacera vẫn đảm bảo khả năng chống hắt rột tốt. Trọng lượng nhẹ giúp tiết kiệm chi phí kết cấu mái và không bị võng mái. Ngói có hai lỗ bắt vít để cố định ngói vào lito, đảm bảo độ phẳng, tính kỹ thuật và dễ dàng trong thi công. Có nhiều cách thi công ngói tráng men Viclacera trên các hệ thống mái khác nhau. Video này hướng dẫn bạn biện pháp thi công ngói S Viclacera trên kết cấu mái bê tông cốt thép, độ dốc 10% cộng trừ 0,5%. Thước Nivo hoặc máy laser. Máy khoan bắn vít, thước dây, dây cước. Gia công hệ cầu phong lito trên bề mặt mái đã hoàn thiện. Khoảng cách giữa các thanh lito không vượt quá 340mm. Nên lấy mực hệt trước khi lợp để lợp được thẳng hàng. Khoảng cách lito được chia đều từ đỉnh mái xuống. Hàng thừa thì dồn vào hàng cuối cùng hoặc áp cuối. Dùng dây cước hoặc dây dọi đo độ phẳng và độ dốc của mái. Lợp hàng ngói đầu tiên từ rìa dưới của mái trước. Mỗi viên ngói được liên kết chắc chắn với thanh lito bằng vít thép. Lưu ý, đối với ngói sóng nhỏ, sử dụng vít thép Y bằng 40mm. Với ngói sóng lớn, vít thép Y bằng 60mm. Tiến hành lợp các hàng ngói tiếp theo. Lợp từ trái qua phải theo hàng ngang hoặc từ dưới lên trên theo hàng dọc. Dùng miếng mút hoặc khăn lau sạch vết bẩn trên bề mặt ngói. Lưu ý, hoàn thiện đến đâu, vệ sinh đến đó. Đối với mái kết cấu thép không đổ bê tông, người sử dụng phải tuân thủ đúng các quy trình thao tác kỹ thuật khi thi công, bao gồm đảm bảo độ dốc mái tối ưu lớn hơn hoặc bằng 40%, sử dụng tấm dán cách nhiệt bằng kim loại trải lên bề mặt cầu phong lito trước khi lợp ngói để đảm bảo tối ưu công năng và tính thẩm mỹ của sản phẩm. Ngói lợp không chỉ có chức năng bảo vệ ngôi nhà khỏi mưa nắng mà còn góp phần tạo nên vẻ đẹp cho những công trình kiến trúc. Viclacera mang đến sự lựa chọn đa dạng về màu sắc theo nhu cầu, sở thích và thẩm mỹ tổng thể của ngôi nhà, giúp không gian nhà ở, biệt thự, khu nghỉ dưỡng, văn phòng, các công trình công cộng trở nên hiện đại hơn.